Những năm gần đây, khi dân số cùng với tốc độ đô thị hóa ngày một gia tăng, diện tích đất bị thu hẹp, nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng trở nên bức thiết, thì nhà chung cư là giải pháp lựa chọn thay thế. Thế nhưng khi những khu đô thị mới cùng hàng loạt nhà chung cư nối đuôi nhau ra đời, thì nhiều người có nhu cầu thực sự vẫn không với tới được. Nhất là trong thời điểm này khi mà giá chung cư tăng cao so với giá trị thực, cũng như mức thu nhập của đại bộ phận người dân thì chưa cao. Liệu giá chung cư tăng là do bị thổi giá hay thực sự thị trường đang thiếu hụt nguồn cung? Với tài chính dưới 2 tỷ đồng, gia đình chị Hạnh đang muốn mua một căn chung cư. Thế nhưng theo chị, giờ giá chung cư đã tăng khá nhiều, với khoản tài chính này rất khó để mua được chung cư trong nội đô. Mặc dù đã đi xem và tham khảo nhiều dự án, nhưng chị buộc lòng phải chuyển ra mua tại các dự án chung cư ở ngoại thành. Vợ chồng tôi thì hiện tại là đang làm công chức nhà nước, thì thực ra thì nhu cầu thu nhập nó cũng không được quá cao. Chỉ là trung bình thì là với mua về ngoại thành thì nó sẽ ok hơn. Với thu nhập thì nó vừa phải đáp ứng với cả số tiền mà lương mà của vợ chồng hiện có. Theo nhiều người, hiện nay giá nhà ở Hà Nội khá đắt đỏ. Với phần đông người lao động thì thật khó có thể mua được nhà ở. Hiện tại thì mình thấy cái giá bắt đầu là nó tăng cao hơn so với cái giá ở thời điểm đấy. So với những cái người mà thu nhập thấp như mình ấy, thì nói thật là cái việc mà cái cơ hội mà sở hữu những cái căn chung cư ở Hà Nội hiện tại là rất là khó. Theo khảo sát thực tế, tại nhiều dự án chung cư mới ở Hà Nội, giá bán đều trên mức 40 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, các chung cư ở mức trung bình nằm khu vực nội đô, giá cũng lên tới 60 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá chung cư ở Hà Nội tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với thành phố Hồ Chí Minh tùy từng phân khúc. Các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giao bán tăng từ 15 đến 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các chủ đầu tư khi họ phát triển dự án thì họ cũng đều phải sử dụng cái đòn bẩy tài chính ngân hàng. Và đương nhiên trong hơn 2 năm qua thì họ cũng đã phải gánh thêm những cái khoản chi phí lãi phát sinh. Và điều này cũng buộc chủ tư là phải đưa vào trong cái giá bán khi mà họ mở bán trong năm nay. Thì đấy là cũng là những cái yếu tố mà dẫn đến cái việc giá nhà đang tăng lên. Trong khi thì cái nhu cầu mà mua ở thật của người dân thì nó lại không đáp ứng được. Bởi lẽ là cái thu nhập của người dân thì hiện nay là thực sự là đang không theo kịp được cái mức giá tăng của bất động sản nói chung và của cái thị trường căn hộ nói riêng. Nhiều chuyên gia nhận định giá chung cư hiện nay tăng quá cao nhưng không phản ánh đúng giá trị thực. Giai đoạn vừa qua tại thị trường Hà Nội, nguồn cung khan hiếm, trong khi đó nhu cầu với loại hình nhà ở này vẫn rất lớn, các sản phẩm bị thổi giá quá cao càng khó bán. Đây chính là lý giải cho việc những giao dịch thực tế thời gian qua rất thấp. Giá một căn hộ chung cư bao gồm có tiền sử dụng đất và tiền xây dựng. Thì chúng ta cũng có thể thấy là giá vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua từ năm 2021 đến bây giờ đã tăng phi mã. Giá tiền sử dụng đất cũng tăng hàng năm. Bất cứ tỉnh thành phố nào, năm sau bao giờ cái tiền sử dụng đất cũng cao hơn năm trước. Đấy là chưa kể các luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở sắp sửa được ban hành sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến đền bù đất phải đền bù bằng cái giá trị thị trường của nó. Các chuyên gia cũng cho rằng giá chung cư sau tăng ảo sẽ sớm chững lại, nhất là khi hiện tại ngân hàng không còn tín dụng cho vay. Với nhà đầu tư ôm chung cư, họ còn đẩy nhanh hàng cắt lỗ. Cuối năm hoặc sang năm 2023, giá chung cư sẽ có thể đi ngang hoặc hạ nhiệt. Người mua nên cân nhắc và tránh thời điểm giá chung cư đang bị thổi giá lên quá đà.